Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối. Tản mạn cuối tuần thứ bảy 22 tháng 10 2022. Thưa anh chị và các bạn, hôm nay là ngày vui, vui hơn những thứ bảy hàng tuần, vì hôm nay là lễ thánh Gioan Phaolô đệ nhị, tông đồ lòng thương xót. Xin chúc mừng những cá nhân, những tổ chức, những nhóm nhận thánh Gioan Phaolô đệ nhị làm bổn mạng, đặc biệt là hai nhóm khát vọng và nhóm thiện nguyện tín thác. Hai nhóm mừng bổn mạng, mỗi nhóm một cách khác nhau. Ngày thứ bảy hôm nay 22 tháng 10, các anh em trong nhóm thiện nguyện tín thác sẽ đi xuống miền Tây để trao hai căn nhà tình thương, mà chúng tôi gọi là căn nhà lòng thương xót, cho hai gia đình vô cùng nghèo, vô cùng khó khăn ở mãi miền Tây, sông nước rất nghèo. Còn nhóm khát vọng tối hôm nay 22 tháng 10 sẽ cùng với nhau, cùng với tất cả anh chị em và các bạn trẻ đến hát mừng Gioan Phaolô đệ nhị từ lúc 6 giờ 30 đến 8 giờ 30, 2 tiếng đồng hồ cùng hát, chia sẻ suy niệm về cuộc đời thánh Gioan Phaolô đệ nhị với chủ đề Đừng sợ. Mời anh chị em và các bạn đến với cà phê khát vọng tối hôm nay 6 giờ 30 để hát mừng Gioan Phaolô II, tông đồ lòng thương xót. Sau đó thì 12 giờ đêm các bạn sẽ lên đường để đến giáo xứ Tầm Ngân thuộc giáo phận Nha Trang, tỉnh Ninh Thuận, trao 450 phần quà cho bà con, đa phần là những người dân tộc, những người ngoại đạo. Xin anh chị em cầu nguyện cho hai nhóm đi về được bình an và có nhiều bàn tay cùng chia sẻ gánh nặng với bà con nghèo để thực hành lòng thương xót. Có những con đường đi đến quán nhậu quán bà, những con đường dẫn đến nhà nghỉ phòng trà. Có những con đường đưa ta đến cung quý ma, dối trá gian tà bóng tối phủ kín quanh ta. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghe suốt đời khổ đau, con xin thân cầu ngày thương thứ tha chữa lành. Những con đường đưa đến bất hạnh khổ đau, đam mê xác thịt vinh hoa cùng với nhà lầu, có biết đâu rằng nhân sinh khác nào kiếm hoa. Sớm nơ đêm tàn mong manh cuộc sống mau qua. Giêsu là đường thương xót, là lòng thương xót, luôn luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả
khó nghèo suốt đời khổ đau. Và trên phần cầu này thương ta chữa lành. Mấy anh em quán cà phê nói thưa cha, cái này cũng hơi đuối. Bỏ đuối làm sao? Vì chương trình cứ liên tục. Mới mùng 5 tháng 10 Faustina, 13 tháng 10 hát mẹ Fatima, 22 tháng 10 hát về John Paul II, còn 30 tháng 10 Chủ nhật tuần tới là lễ hội Halloween. Trong lòng thương xót, mời anh chị em và các bạn đến với lễ hội Halloween 30 tháng 10 6 giờ chiều tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót, thành phố Biên Hòa, để coi ở ngoài người ta tổ chức lễ hội Halloween như thế nào, còn chúng ta con cái của lòng thương xót tổ chức lễ hội Halloween ra sao. Rồi tới tháng 11, 13 tháng 11 Chủ nhật 13 tháng 11 là hát cho người nằm xuống. Tháng 11 tháng cầu hồn, cho nên là hát cho người nằm xuống. Giống như tựa đề một ca khúc là anh nằm xuống sau một lần đã đến đây. Rồi đang là mua máy phun tuyết để đầu tháng 12 là phun tuyết. Lại bắt đầu mùa hoa tuyết. Rồi 23 tháng 12 đêm hôm đó là hát mừng Giáng sinh. Hát trước một đêm vì 24 được nhường cho các giáo xứ. Sau đó là 31 tháng 12 là lễ hội giao duyên. Giao duyên giữa năm 2022 và năm 2023, mừng mỗi người lên một tuổi, gọi là lễ hội giao duyên. Hôm đó ai chưa có duyên đến đó mà giao. Thì mình mừng Tết Tây mùng 1 tháng 1, lễ mẹ Thiên Chúa đầu năm. Thưa anh chị em, cứ liên tục như vậy. Rồi tới xuân này, xuân lòng thương xót nữa. Thưa anh chị em, cứ liên tục như thế. Và đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 thì chúng tôi sẽ có radio Chuyện Các Thánh cho anh chị em. Chuyện Các Thánh trong lòng thương xót. 365 ngày, 365 thánh mà còn hơn nữa. Có ngày cả 2-3 vị thánh, và nhất là các thánh tử đạo Việt Nam. Rất nhiều người chưa biết về thánh tử đạo Việt Nam từng vị như thế nào. Thì trong radio Chuyện Các Thánh chúng tôi sẽ gửi tặng anh chị em làm món quà cho tháng 11. Đến tháng 12 là món quà radio Điểm Hẹn Chủ Nhật Hiệp Hành Lòng Thương Xót. Trong suốt năm 2022 nói về hiệp hành, và ta đã gặp gỡ những đại gia phá sản, những thiếu gia, những sinh viên, những bác sĩ, đủ hết loại người, hiệp hành với họ như thế nào, nhất là những người tội lỗi. Rồi đến tháng 1 chúng ta có radio Chuyện Xưa Tích Cũ Trong Lòng Thương Xót. Ồ, Tết mà ngồi nghe những chuyện xưa, chuyện từ xuân trước xuân nay lại về, thú vị lắm thưa anh chị em. Đó là ba món quà chuẩn bị cho từ giờ đến Tết. Nãy giờ nói mà vẫn tôi thấy mùi cà phê mà vẫn chưa thấy cà phê đâu. Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều người đến với cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót viết lại những câu chuyện, viết lại những cảm nhận của mình, cảm nghĩ của mình. Mà đôi khi nếu không đến tận nơi thì chúng ta dễ cho rằng sao mà nó có thể xảy ra được như thế, làm gì mà có chuyện đó. Nhưng mà đối với Chúa không gì là không thể. Cảm ơn bạn nhé. Rồi, chuẩn bị về, nói anh em chuẩn bị 22 tháng 10 hôm nay mà đúng không? Rồi, về chuẩn bị tối nay nhé. Lo làm cho nó tốt vào. Rồi tuần sau 30 là kiếm mặt nạ đeo vào nhé. Lễ hội Halloween nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Có những người viết, đầu tiên con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha cho con những bài giảng hàng ngày và cho con được đến với cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót. Hôm nay con đã đến cầu nguyện với Chúa và gặp các em trong nhóm Khát Vọng. Con cũng mạnh dạn xin những chiếc máy lòng thương xót để đi loan truyền lòng thương xót
nơi những người chưa biết Chúa và chưa nhận ra Chúa. Con cảm nhận đến đây rất hạnh phúc vì con có Chúa. Và con đã nhận được những chiếc máy bài giảng lòng thương xót Chúa, nhật ký lòng thương xót Chúa để đi loan truyền cho mọi người. Con Maria Hoàng Thị Thu Thảo ở Đắk Nông, Đắk Minh, giáo họ Phaolô. Nhóm chúng con nghe cha nói về quán cà phê lòng thương xót. Con ước ao, nay con được uống cà phê lòng thương xót, được đến quán cà phê lòng thương xót. Chúng con rất sung sướng khi được đến nơi đây, cảm nhận như là một gia đình của mình vậy. Tạ ơn Chúa. Chúng con ở giáo xứ Ngọc Thanh, Định Quán, ước nguyện của chúng con là đến với lòng thương xót Chúa, và ước nguyện nữa là được đến với quán cà phê khát vọng lòng thương xót Chúa để gặp cha, để cùng cầu nguyện với nhau, với anh em. Chúng con thấy bình an và phó thác mọi sự cho Chúa. Nãy giờ nói mà không làm. Nói là cà phê khát vọng lòng thương xót mà chưa uống thì sao gọi là uống? Có những người không làm mà nói, có những người nói mà không làm, có những người chưa làm đã nói, có những người chưa nói đã làm. Có nhiều. Anh chị em thích người nào? Thích loại người nào? Dám nói, dám làm. Nói được thì làm được. Đó, giới trẻ ngày hôm nay dám nói, dám làm. Nói được thì làm được, mà không làm được thì chứ không làm được thì cứ nói. Cái cô này bệnh bạ. Mà có những người không làm được mà cứ nói, hoặc là nói được mà chẳng làm. Biết pha cà phê không? Biết pha đi. Uống cà phê ngon không? Biết uống đi. À, cứ phải làm đã thì mới biết. Cho nên anh chị em nói gì? Vừa rồi có mấy chương trình hay lắm cha, livestream thì con thú vị lắm. Ở bên Mỹ, bên New Zealand gì đó, thức đến 2-3 giờ sáng để mà coi, thấy thú vị lắm. Nói nhưng mà sao mà cha quay được cả phía dưới khán giả nữa. Đó, nói thật với anh chị, như chúng tôi có mỗi cái iPhone để được cứ quay trực tiếp vậy, không biết là quay làm gì đâu. Bảo bây giờ livestream là phải có 3-4 cái máy quay trong này tổng hợp lại như đứa banh, quay chỗ góc cạnh này, quay góc cạnh kia, quay góc cạnh kia. Bảo ngày xưa giáo điểm tin mừng chúng tôi cũng có làm như thế, và anh chị em cảm thấy tham dự rất sốt sáng, thấy cả đoàn người đông đảo như vậy. Thôi thì chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ anh chị em, không nói nhưng mà sẽ cố gắng làm. Để khi mà thấy được rồi thì anh chị em sẽ biết rằng là dám nói thì dám làm, đang thực hiện. Hy vọng rằng là những ngày sắp tới, những chương trình mà livestream trực tiếp thì sẽ có cho anh chị em được coi đủ mọi góc cạnh của quán cà phê khát vọng lòng thương xót. Thôi thì có nhiều làm nhiều. Lỡ mà gặp không được như ý thì chúng thành thật xin lỗi, vì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giống như bác sĩ ra nói với người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thôi đưa về lo hậu sự. Có một người viết lá thư như thế này: Tính thư cha, chúng con từ giáo xứ Vũng Tàu. Hôm nay chúng con lên quán cà phê khát vọng lòng thương xót. Con rất vui và hạnh phúc. Chúng con cảm thấy lòng thật đầy tràn ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa đã ban cho con nhiều ơn. Con là tân tòng, nhưng con rất tin tưởng vào Chúa. Chồng con mới mất, nhưng con tin rằng chồng con được Chúa thương cho vào nước Chúa. Cha ơi, con không biết văn chương, mong cha đọc và thương con. Con muốn chia sẻ thật nhiều. Khi con nghỉ hưu, đi làm thêm thì con cũng được ơn Chúa. Tất cả những gì con làm được đều là ơn Chúa. Con chỉ biết tín thác vào Chúa. Con dâng hết cuộc đời con, gia đình con, nhà cửa con cho Chúa. Xin Chúa thương ban cho con trí khôn và lòng tin tưởng vào Chúa, để con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cầu chúc cha luôn khỏe mạnh để làm cho chúng con những bữa ăn tinh thần, những món ăn thật ngon. Tạ ơn Chúa.
con chào cha thay mặt anh chị em trong đoàn. Bây giờ thì người ta có tour hành hương, nhưng mà đi đâu đi ghé vô quán cà phê Khát Vọng, làm ly cà phê, nghe bài hát, nghe bài nhạc, rồi đi tiếp. Có thể đi Tà Pao, đi núi Cúi, hay đi xuống đâu đó. Mà ghé vô đó như là một trạm dừng chân. Đoàn tàu nào cũng lắm sân ga. Anh chỉ xin em coi anh như một ga nhỏ dọc đường. Đoàn tàu nào cũng nhiều sân ga, đi hành hương có nhiều chỗ ghé, thì hãy xin coi quán cà phê Khát Vọng như một ga nhỏ dọc đường thôi, ghé vào, được không? Trong tâm tình tạ ơn Chúa và mẹ Maria, con xin báo cho cha một tin vui. Giáo xứ Cả Mốt, Giáo phận Bắc Ninh chúng con vừa đón nhận một người tân tòng chính thức làm con của Chúa qua bí tích rửa tội. Cháu là Phạm Thị Dung, 35 tuổi. Cháu mắc căn bệnh ung thư vú. Cộng đoàn con biết tin như vậy nên đã cùng với các dì dòng Đa Minh, Giáo phận Bắc Ninh đến thăm hỏi và chia sẻ đài radio Lòng Thương Xót, sách Lòng Thương Xót, ảnh Lòng Thương Xót, chuỗi Lòng Thương Xót cho cháu. Vào thứ tư mùa chay năm 2022, qua mấy tháng nghe lời Chúa, hàng ngày nghe cha giảng, cháu được Chúa và mẹ xót thương cho làm con cái Chúa. Lạ lắm cha ạ, người ta mắc bệnh đi trị xạ thì được, mà cháu đi 3 lần trị xạ thì cả 3 lần thuốc không truyền vào người cháu nên bệnh viện trả về. Cháu đang ở giai đoạn 3 rồi cha, nhưng từ tháng 6 tháng thanh tâm Chúa, cháu đi với gia đình họ Tống vào xin ơn cha về. Cháu khỏe lên cân. Cháu khỏe rồi lên cân sau khi ở cha về trung tâm mục vụ. Hàng ngày cháu chỉ uống nước lá đun do cháu tự làm mà thôi. Đây là do ý của Chúa đã chọn cháu làm con của người. Và Chúa có cách riêng của Chúa, vì không có gì là Chúa không làm được. Con sắc tín vững vàng, cháu sẽ được Chúa chữa lành cả phần hồn và xác. Con xin cha dâng lời tạ ơn Chúa cùng với cộng đoàn chúng con nói riêng và giáo xứ chúng con nói chung. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu Maria Phạm Thị Dung là hạt giống Chúa gieo đã nảy mầm. Xin Chúa cho cháu phát triển bộ rễ đức tin ăn sâu vào mảnh đất màu mỡ lòng thương xót. Xin Chúa thương xót người con tân tòng này trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa ban sức khỏe và thêm sức cho cha, để cho những người khô khan tội lỗi như con được nghe cha giảng hàng ngày. Nhờ cha giảng mà con vượt qua được những thách đố hàng ngày của gia đình cũng như trong cộng đoàn. Mỗi ngày con nghe đi nghe lại lời cha giảng, có những lúc tưởng chừng muốn buông bỏ do áp lực từ gia đình và cộng đoàn, người thân. Những lúc con bế tắc thì con cảm nhận được rõ sự hiện diện của Chúa và mẹ đang đồng hành cùng con, nâng đỡ, an ủi con qua lời giảng của cha. Con xin tạ ơn Chúa với mẹ. Xin chúc cha và nhóm Khát Vọng cùng Thiện Nguyện Tín Thác thật nhiều sức khỏe để phục vụ. Con Maria Teresa Nguyễn Thị Đương, thôn 1 Định Sơn, Sầm Giang, tỉnh Hải Dương. Con là Hồ Thị Thu Hiền ở Biên Hòa. Hôm trước con xin cha cầu nguyện cho con trai của con là Nguyễn Đức Hải thi đậu đại học. Nay con tạ ơn Chúa. Thật sự từ ngày biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con thấy Chúa thương gia đình con nhiều lắm. Ơn của Chúa vô cùng nhiều. Có những lúc cha mệt mà vẫn lên bài giảng để tất cả mọi người được nghe lời Chúa. Cha nói cho người bỏ đạo, cho người chưa biết đạo thấm dần lời Chúa. Mỗi khi con ngã lòng, nghe lời Chúa con bình an nhẹ nhàng. Cha nói đúng, 3 giờ là cha sẽ đọc kinh dù bất cứ chuyện gì. Con cũng đã làm được, cho dù con là người ngoại đạo, con không bỏ lần chuỗi lòng thương xót Chúa bao giờ. Ngày nào đọc mãi đến đoạn cuối tôi biết đây là người ngoại đạo ấy.
mà dù là người ngoại đạo thì vẫn không bỏ lần chuỗi lòng thương xót Chúa ngày nào. Cái đó xin lỗi anh chị em, ngay cả linh mục tu sĩ hay là người đạo gốc chúng ta cũng chưa chắc, phải không? Mà có người bây giờ vẫn chưa biết, có biết vẫn không làm, có làm vẫn không tin thì không được. Thế thôi, thế thôi. Biết mà vẫn không chịu làm, không biết thì học mà cũng không chịu học. Rồi biết rồi thì cũng không chịu làm rồi cũng không chịu tin, tin thì cũng không có được. Không chịu tin thì lấy gì được, không được cho nên lại càng không tin. Trong khi đó, người càng tin thì càng được, mà càng được thì càng tin. Vậy thì dạy gì mà không? Tin. Dạy gì mà không? Tin. Dạy gì mà không? Tin. Còn là Teresa Thanh Tuyền ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Còn rất vui vì quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót đã có ở Biên Hòa. Cứ mỗi tuần con đều cố gắng tranh thủ để xuống quán. Con không biết uống cà phê, nên mỗi khi xuống là đi thẳng lên phòng thì thầm với Chúa. Con tâm sự với Chúa, con kể chuyện gia đình con, những gì xảy ra với Chúa trong gia đình con. Con nói với mấy em giữ xe là chị không uống cà phê nhưng chị lên phòng thì thầm có được không? Các em vui vẻ nói, em càng mong cho chị lên càng nhiều càng tốt. Xong riết bây giờ, mấy em thấy con đến là biết ngay khu cà phê chị lên là phòng thì thầm thôi, chẳng đi đâu cả. Con không biết uống cà phê nhưng con mời chú uống mỗi khi con tới bằng một ít trong góp một bàn tay cha ạ. Tạ ơn Chúa vì tất cả hồng ân Chúa ban cho gia đình con. Lạ thật đi. Đi uống cà phê mà đến đó lại không uống cà phê, mà lại cứ đến quán cà phê. Chúng ta thấy Chúa đang làm những chuyện kỳ diệu như thế đấy. Chịu hay không chịu, Chúa vẫn cứ làm. Tin hay không tin thì ráng mà chịu. Tin thì được, không tin thì thôi, chứ sao bây giờ? Chứ bảo tao chẳng biết làm gì hơn được nữa. Vì khi về Nazareth, Chúa cũng bó tay vì người ta không tin, cho nên Chúa không thực hiện được phép lạ nào cả. Bây giờ thì mình tản mạn một chút bên ly cà phê. Có nhiều người bảo tản mạn cho nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Bảo vâng, đã gọi là tản mạn. Lan man. Tản mạn mà không lan man. Lan man là chẳng có đầu đuôi gì cả. Nhưng mà mỗi câu, mỗi chuyện, mỗi lời đều có ý cả đấy nha. Bất kể và đôi lúc, bất kể bạn có thuần khiết ra sao, khi gặp người phức tạp thì trong mắt họ bạn cũng trở thành người tâm cơ, người có ý đồ. Bất kể bạn thuần khiết như thế nào, bạn trong sạch như thế nào, nhưng mà trong mắt người phức tạp, trong mắt người mà đã có ý xấu, đã nhìn xấu rồi, thì bạn có thuần khiết thế nào cũng có vết nhơ đối với họ. Đúng không? Đó. Mình biết làm sao được. Mình thuần khiết nhưng mà gặp cái người đó phức tạp, gặp người đó có thành kiến thì tôi phải chịu thôi. Bất kể bạn có chân thành cỡ nào, gặp người hoài nghi thì trong mắt họ bạn cũng thành người đáng ngờ. Cho nên thôi kệ đi. Mình có làm tốt bao nhiêu tốt, chân thành cỡ nào chân thành, nhưng mà cái người mà hoài nghi thì lúc nào họ cũng đặt vấn đề. Không có vấn đề gì thì họ bảo rằng anh có vấn đề, vì anh không có vấn đề gì cả thì đã là một vấn đề rồi. Con người nào cũng có vấn đề mà. Tôi hỏi anh bảo anh có vấn đề gì, bảo không, con chẳng có vấn đề gì cả. Đó là vấn đề đó. Khổ vậy. Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào đi chăng nữa, mà gặp người không biết thì bạn cũng chỉ là người mờ mờ mịt mịt, vu vơ những thứ không đâu. Bạn có hiểu biết, bạn có nói, họ có biết gì đâu mà nói. Cho nên họ bảo nói rông nói rải. Thấy không?
họ mình nói rông nói rải, nói vơ nói vẩn, nói lung tung, nói mông lung, vì họ không hiểu biết. Mà đã gặp người không hiểu biết thì cũng giống như đổ nước đổ vịt thôi, nó trôi hết thôi, nước đổ lá khoai thôi, có thấm vào đâu đâu. Thôi kệ đi, nói gì nói, chỉ có cách đó thôi à, cho nên dễ chịu. Chứ còn chấp với những người không hiểu biết thì chấp làm gì cho nó mệt. Bất kể bạn có hiểu biết cỡ nào đi nữa, có Đức Giáo Hoàng đi nữa thì họ vẫn cứ chề. Ừ, Đức Giáo Hoàng. Thế nên đôi lúc vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn không tốt, không phải là tôi không tốt chưa hẳn, nhưng mà là tôi chưa gặp đúng người. Chưa gặp đúng người nhận thấy cái tốt, nhận thấy cái khả năng của tôi. Không phải là tôi không làm, mà tôi không làm được vì tôi chưa gặp người cho tôi làm. Cho nên có những người làm được thì không được làm, những người được làm thì không làm được, không có khả năng. Không có khả năng thì lại được làm, còn người có khả năng thì lại không được làm. Cho nên vấn đề không phải là bạn không có khả năng, nhưng mà vấn đề là bạn chưa gặp đúng người nhận ra khả năng của bạn, biết trọng dụng người hiền, người tài. Có khi vì đố kỵ. Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không đủ chân thành, mà gặp cái người mà vì bạn chưa có gặp cái người lòng thành. Không phải là mình không chân thành, tôi chân thành, nhưng mà tôi chẳng có gặp ai có lòng thành hết. Hay là sự chân thành đặt sai chỗ. Đôi lúc vấn đề không nằm ở chỗ bạn không thấu hiểu. Không phải tôi không thấu hiểu, mà có những chuyện chẳng đáng để bận tâm. Cha không biết chuyện đó, bận tâm làm gì? Không phải tôi không hiểu, không biết, mà tôi chẳng cần biết để làm cái gì. Biết chi cho nó mệt. Hả? Có những người cái gì cũng đòi biết, xong rồi Giê-xu trời còn khổ quá, Giê-xu trời, Giê-xu trời, cái gì cũng tè tè, biết cái gì cũng ngóng ngóng, cái gì đấy. Cái cần biết thì không biết, cái không nên biết thì cứ đòi biết. Cho nên đời mình mới khổ. Khổ chuyện không đáng bận tâm, bỏ nó đi. Hay gì nó qua thì cho nó qua đi. Bởi vậy hãy sống chậm lại, nhìn sâu vào nội tâm mình, chứ đừng ngóng mắt trông xa. Đó là cách duy nhất để cõi lòng mình được thanh thản. Thanh thản nhẹ nhàng. Mình biết mình được rồi. Mình biết khả năng của mình. Mình biết sự chân thành của mình như thế nào. Được rồi, trước mặt Chúa, nến vàng Chúa trao cho con, có nhiêu con làm bấy nhiêu. Vậy được rồi, có nhiều cách để làm. Đâu cần phải có chức tước, có địa vị, đâu cần phải phô trương hay là cần phải xuất hiện như đám đông. Mình cứ âm thầm lặng lẽ mà làm, kết quả của Chúa mà, phải của mình đâu. Mình chỉ là những người thợ thôi mà. Tôi nói anh em thiện nguyện tín thác cũng như khát vọng, anh em cứ làm hết sức, chưa cho cái đầu. Phải biết suy nghĩ, coi là nên làm cái gì, không nên làm cái gì, và làm như thế nào, làm sao tận dụng tất cả khả năng của mình. Rồi xong lễ Chúa, con đi ngủ nhé. Nếu như Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, chuyện giáo hội lớn lao như thế, mà công đồng Vatican lớn lao như thế, mà chuyện giáo hội là chuyện của Chúa. Giáo hội sống hay chết, còn hay mất là của Chúa. Thôi giờ con đi ngủ với Chúa, được không? Đó, công cuộc lòng thương xót Chúa là của công trình của Chúa, chứ không phải của mình đâu, phải không? Mình có quyền mơ, có quyền ước, có quyền có những dự án này, dự án kia, ốc đảo lòng thương xót, hay là dự án cà phê khát vọng lòng thương xót, hay là những căn nhà lòng thương xót. Nói chúng tôi đang có chương trình làm những căn nhà lòng thương xót đấy. Cho nên anh em đi công tác ấy, đến những nơi mà thấy những mảnh đời nó tan vỡ quá, nó quá khốn cùng, không ai quan tâm đến, thì mình quan tâm dựng đến những căn nhà lòng thương xót cho họ. Lặng lẽ đi để chữ căn nhà lòng thương xót. Thế thôi, không cần biết của ai, không cần biết nhóm nào. Đó là lòng thương xót.
Đây là đến những nơi mấy cha mà nhà nguyện nó rách nát quá, nó xuống cấp quá, nói sửa chữa lại căn nhà nguyện đó, cho nó xứng với nơi cầu nguyện lòng thương xót. Thế thôi rồi mình rút, chả cần phải bảng tên, chẳng cần phải tri ân hay là ân nhân, ân nghĩa gì hết. Được không? Dạ được thì sao cũng được. Tập đi. Tôi thấy cái câu sao cũng được dễ chịu lắm đó. Phải không? Cũng được sao? Sao cũng được. Hoặc vậy cũng được sao? Sao cũng được. Cà phê này sao? Sao cũng được. Dễ chịu không? Mình đòi hỏi quá, mình khó tính, khó nết quá, tự mình làm khổ thôi. Phải thế này thế kia, tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia, làm hết sức. Tôi nói anh em, kỹ thuật âm thanh ánh sáng hết sức chỉn chu, thật kỹ, nhưng cuối cùng sao cũng được. Thương cũng được, mà ghét thì cũng được. Bởi lòng người ai bắt buộc được đâu. Chị phải yêu tôi đấy nhé. Lắc 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 đầu cái gì? Tôi cười cười cái gì? Ơ kìa, lòng người ai bắt buộc được nó yêu mình. Tại sao yêu em không thích tôi? Tại sao? Không biết tại sao. Không biết tại sao mà gặp mặt ra là con không thích hà. Làm gì nhau? Được không? Sao cũng được. Thương cũng được mà ghét cũng được. Bởi lòng người ai bắt buộc được đâu. Sống trọn tình và vẹn nghĩa trước sau. Ai muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, sao vậy thôi. Tôi đã sống trọn tình trọn nghĩa rồi, thanh thản rồi, còn người ta muốn nghĩ nào kệ người ta đi. Cha ơi, mình làm vậy mà nó đối xử mình với mình như vậy à cha. Sao thương ghét khen chê ăn mà không ăn. Tôi tưởng không ăn không chịu được chứ. Còn duyên hợp, hết duyên tan, người nhỉ. Bình thường thôi, điều vốn dĩ ấy mà. Đừng để mình mãi vướng bận xót xa. Chuyện đã cũ cứ cho qua nhẹ nhàng. Thương mà ghét đối tử tế và chu toàn bổn phận. Chẳng cảm thông hay hờn giận mặc tình. Mệt mỏi rồi không đủ sức phân minh. Cứ yên lặng để tâm mình thư thả. Mình đối xử tử tế, mình chu toàn bổn phận rồi. Cảm thông mà giận hờn. Có nhiều người cứ hờn tí giận. Như là cơm bữa, không giận là không chịu được. Bảo sao hay giận thế, không giận không chịu được. Thế mà ghê. Giận mà không giận. Mệt mỏi rồi không đủ sức phân minh nữa. Nếu mà bảo đúng bảo sai, sao đời còn lắm những thăng trầm nghiệt ngã, lắm bon chen và hối hả mệt nhoài. Người có thương hay ghét bỏ dập vùi, sao cũng được. Cũng mỉm cười đón nhận. Thương mà ghét, lên mà xuống lại không được. Lên được thì xuống được, cầm lên được thì buông xuống được. Đã cầm lên được thì buông xuống được. Tại sao cầm lên được mà không buông xuống được là sao? Cầm ly cà phê này lên uống được, uống xong rồi thì bỏ xuống chứ cầm hoài mỏi tay. Thế mà ông còn phải hỏi làm gì nữa cha. Chứ uống cà phê xong rồi bây giờ làm gì nữa cha. Thế cầm lên được thì bỏ xuống được. Mình bỏ xuống thật đó hả cha. Bỏ xuống thật đó hả cha. Có sao đâu. Thế cứ thanh thoải mái. Bây giờ họ đòi này, bây giờ họ bắt mình làm này sao cha. Ừ, thì đòi thì trả. Mình thua lỗ sao? Lỗ mà lời lại càng được.
suốt ngày như vậy là khổ thôi con ơi. Con chỉ có tự làm khổ con thôi. Mình chỉ cái gì hợp với mình thì mình bảo là cũng được, rất được. Còn gì mà không hợp với mình thì không được. Thôi, hợp hay không hợp sao? Cũng được. Hợp hay không hợp sao? Cũng được. Như vậy sướng hơn nhiều. Mập. Cũng được. Mà gầy. Cũng được. Kệ đi. Chứ dù có người mất ăn mất ngủ từ Mỹ về đây gì vì tội là sao cho nó đỡ mập với cha. Khổ quá. Hết giờ chưa? Còn tí hả? Còn tí thì thôi, nói về cảm ơn. Nãy giờ thì mình nói sao cũng được, bây giờ mình nói về cảm ơn. Cảm ơn thì phải nhớ mấy bài hát. Này là cánh thư xinh xinh nét chữ cô em học trò. Này là bánh trưng mẹ già tự tay gói gợi cho con. Mặc là áo len bao nhiêu đêm em ngồi em đan. Nay em gợi ra tới chiến trường. Ta mau mình hậu phương thương mến. Xong rồi, xin cảm ơn người. Cảm ơn ai đã đem mến thương đầm ấm với. Cảm ơn ai nơi đô thành vui thật là vui. Xin cảm ơn thành phố có em. Xin cảm ơn một mái tóc thề mai xa lắc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ, để thương. Xin cảm ơn rất nhiều. Cứ mỗi lần nghe mấy ca sĩ hát xong rồi cứ cúi đầu xin cảm ơn rất nhiều. Chịu không nổi. Cảm ơn ai đó đã bỏ rơi tôi để tôi thấy mình chẳng phải là quan trọng gì. Nếu họ không bỏ rơi tôi cứ tưởng mình là quan trọng lắm. Không ai bỏ mình đâu. Nhưng mà có người bỏ rơi mình đấy để mình thấy xin lỗi ạ. Anh chẳng là gì đâu. Anh cứ tưởng anh là quan trọng lắm mà. Người ta cũng bỏ rơi anh thôi. Cảm ơn ai đó trách móc tôi để tôi thấy mình còn quá hững hờ và vô tâm. Mình tưởng là mình đối xử ngon, cuối cùng bị trách móc. À thì ra mình còn hững hờ, còn vô tâm đến người này, chuyện nọ việc kia, cho nên người ta mới trách móc. Và khi mình nghĩ như vậy thì nghe những lời trách móc mình không khó chịu, không bực mình nữa. Mình nghĩ được như vậy thì khi ai mà bỏ rơi mình không buồn, chán, thất vọng. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Không ngồi đó mà than thân trách phận nữa. Cảm ơn ai đó khinh thường tôi để tôi thấy mình thật tầm thường và nhỏ bé. Cha, họ coi thường mình lắm cha. Thì mình có gì đâu mà họ không coi thường. Có gì đâu để mà họ coi ngon. Có gì đâu để họ coi cao. Họ coi thường vì mình tầm thường, mình nhỏ bé mà. Cho nên lúc đó mình không có tức. Mà chẳng không coi tao ra gì à. Thì mày có ra gì đâu mà tao coi. Phải không? Lúc nào ta cũng luôn luôn có. Mày không coi tao ra gì hết à? Tao là bố mày, tao là cha mày, tao là thầy mày, tao là.
lúc nào cũng bắt người ta phải coi mình ra cái gì, mình có cái gì đâu mà nó coi. Cứ nghĩ mình cũng tầm thường và nhỏ bé thôi, ta coi thường là chuyện bình thường thôi. Sao cũng được. Lại quên rồi. Sao cũng được. Cảm ơn ai đó chẳng coi trọng tôi, để tôi thấy mình chẳng đáng được tôn trọng. Lúc nào cũng nghĩ mình phải được tôn trọng, phải được coi trọng. Vô nó không mời mình đến nhà, nó không mời mình đến, nó không chào mình, không thèm bắt tay mình, không thèm nhìn mình. Tại vì lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình phải được tôn trọng. Người ta không nhìn mình, ta không ngó mình, cha coi thường con, cha không thèm nhìn con, cha không thèm bắt tay con. Tội quá, như kìa, tội như kìa. Thôi mày ơi, mày có là cái gì đâu mà đòi ông phải nhìn mày, phải... Mày có là cái gì đâu, mình có là cái gì đâu. Cảm ơn ai đó ghen ghét tôi, để tôi thấy mình chẳng dễ thương chút nào. Đừng có nghĩ rằng mình hơn người ta, mình ghen ghét, vậy là mình coi chừng mình cao ngạo đấy. Nhưng mà thực sự họ ghét tôi vì tôi có dễ thương đâu mà họ không ghét. Thấy chưa? Nghĩ vậy nó nhẹ hơn. Hơn là họ ghen đó, họ ghét mình vì mình ngon hơn họ đó, mình đẹp hơn họ đó, mình giỏi hơn họ đó, cho nên họ ghen ghét mình. Mình càng khó chịu hơn, càng có ác cảm với cái người ghen ghét mình hơn, phải không? Còn nghĩ, ồ họ ghen ghét tôi vì tôi có dễ thương đâu mà nó không ghét. Người ta chỉ thương người dễ thương, còn tôi có dễ thương chút nào đâu mà không ghét. Cảm ơn ai đó cười chê tôi, để tôi thấy mình còn nhiều yếu đuối cần phải hoàn thiện. Cà phê số 1 rồi đó. Nhóm mình vừa cà phê số 1 rồi đó. Chắc chưa? Chưa chắc đâu. Khi nào mình coi mình là số 1 là bắt đầu mình đi xuống rồi đó. Thì số 1 là hết lên. Thì phải đi xuống rồi đứng đó mãi à? Còn mình vẫn còn số 3 thì ráng lên, ráng lên, ráng lên. Và cứ mãi ráng lên, chứ không bao giờ cho rằng mình không còn gì để mà chê trách. Cái người mà cầu toàn là cái người luôn chê trách người khác. Vì cà phê chưa ngon, ly chưa sạch, chè chưa chát, nước chưa nóng, cái gì cũng chê, cái gì cũng chê hết. Bắt người ta phải cầu, mình cầu toàn quá. Người cầu toàn là người khổ lắm. Còn không cầu toàn, mình làm hết sức để thành toàn, nhưng không cầu toàn. Vì sao? Đã làm hết sức rồi thì sao? Chứ không phải lười rồi bảo sao. Khác cả nhà. Ông đừng có bậy ông. Ông không chịu làm gì, ông lười bảo sao cũng được là sao. Nói cà phê pha lại cho nó ngon đi. Thôi cha, sao cũng được cha. Bậy bạ. Cười to nữa. Cảm ơn ai đó đã giận hờn tôi, để tôi thấy mình chẳng đáng được yêu thương. Họ đã giận hờn tôi. Nhưng mà khi người ta giận hờn mình thì mình biết rằng mình chẳng đáng được yêu thương, cho nên người ta mới giận, mới hờn mình. Vậy dễ chịu hơn không? Tại vì mình chẳng đáng được yêu thương thì người ta giận hờn mình là chuyện bình thường. Còn tại vì mình nghĩ rằng tôi như thế này, mình giận tôi à? Em đẹp thế này mày giận em à? Mơ. Cảm ơn ai đó đã xa lánh tôi, để tôi thấy mình chưa đủ thiện cảm để gần gũi. Người ta xa lánh mình, tại sao? Buồn gặp ai cũng xa lánh con, không ai thương con, không ai để ý đến con gì cả. Thôi coi lại coi. Người ta xa lánh mình vì mình không có đủ thiện cảm để người ta gần gũi với mình. Lỗi tại mình. Đừng có đổ lỗi cho người ta. Cảm ơn ai đó đã dạy bảo tôi, để tôi thấy mình cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Mày đừng có dạy khôn ta mày. Trứng rồi khôn hơn rận. Áo rồi quay qua khỏi đầu. Xin lỗi thằng này 10 năm pha cà phê rồi đây này. Mày pha đâu? Pha trong tù.
Trời ơi, ông vào trong tù mà ông khoe ông ơi. Cho nên thưa anh chị em, mình dễ dạy bảo người khác, còn nghe người khác dạy bảo mình là mình tự ái, đúng không ạ? Cho nên tu là sửa mình, tu là để hoàn thiện bản thân. Bản thân còn nhiều yếu đuối và bất toàn, chưa thật xứng đáng, cho nên cứ phải tu. Anh chị em có tu không? Có. Giê-xu thằng này nó tu suốt ngày ấy cha. Giê-xu khổ quá, nhà con kia này tu quá cha. Trời ơi, tu tốt chứ chị. Trời ơi, anh mà bây giờ anh bằng này tuổi mà anh đi tu là ngon lắm. Giê-xu mà còn cầu nó bỏ chứ, nó mà cứ tu mãi chắc nó chết. Sao vậy? Dạ ngày tu ba sĩ. Ngày tu ba sĩ. Cho nên không phải là chúng tôi mới là thầy tu, mỗi người chúng ta đều cần phải tu sửa. Mỗi ngày mình nhìn lại có những điểm nào, mà tất cả những cái này tóm lại chỉ có một cái là luôn luôn cho mình là hơn, là nhất. Cho nên bị ghen ghét, bị cười chê, bị giận hờn, bị xa lánh, được dạy bảo luôn luôn là tôi như thế này mà xa lánh tôi à, tôi như thế này mà giận tôi à, tôi như thế này mà còn phải mà cười chê tôi à, tôi như thế này mà còn phải học hỏi cái gì nữa, xin lỗi tu. Bập 33 năm rồi đấy này. Thôi thưa anh chị em và các bạn, trong cuộc sống tu là con thấy mình đã làm gì, biết mình sẽ làm gì và hiểu được việc con đã làm. Tuy nhiên hãy nhớ luôn luôn giữ mình ở mức khiêm cung, đừng sống cao ngạo mạn. Đường tu của con còn dài, dài lắm. Tu là sửa, con đường lòng thương xót Chúa là con đường tu sửa mỗi ngày. Nhìn vào lòng thương xót Chúa để thấy lòng mình đã đủ xót thương chưa. Nhìn vào Chúa thực hành lòng thương xót với mình, với mọi người, để coi mình đã tỏ lòng thương xót với người khác như thế nào và được như thế nào. Mỗi ngày đi vào con đường lòng thương xót là con đường tu sửa. Cũng như tôi nói với các anh em trong quán cà phê Khát Vọng, vậy được chưa cha, mai sửa tiếp. Và ngày nào cũng sửa cha, đúng. Họ đến họ thấy, ô hôm nay thế này, mai thế khác. Nhìn lên trần, trước thấy toàn là màng nhện, bây giờ thấy màu trắng, màu đỏ. Ô, có cái trần lạ ha, cái tông sao trắng đỏ, màu và nước. Ô, sau lưng Chúa bây giờ là nó không còn cái tường nữa, cây mọc hết lên rồi. Ô, sao cái suối bây giờ không có bị vướng giữa nữa. Hồi xưa thì tưởng là đẹp nhưng mà nó chật quá, nó vướng quá, bây giờ ngồi rộng rãi thoải mái, nước từ trên Chúa chảy xuống rồi chảy tràn hòa luôn, không chảy vào giữa nữa, được không? Được. Chứ phải cứ giữa thôi. À, hallelujah. Cứ mỗi ngày mỗi sửa, mỗi ngày mỗi sửa, sửa từ bên trong ra bên ngoài, sửa bên ngoài vì mình đã sửa từ bên trong. Nào, chúng ta hát câu thứ ba để kết thúc buổi tản mạn cuối tuần hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn tại quán cà phê Khát Vọng tối hôm nay 22 tháng 10 và Chủ nhật tuần sau 30 tháng 10. Duy nhất con đường đưa ta đến cùng Chúa Cha, đó chính là đường Giê-xu mặt sát phàm trần. Tiếng Chúa ân cần hãy đến với lòng xót thương, Chúa sẽ chữa lành đem ta về bến yêu thương. Giê-xu là đường thương xót, là lòng thương xót, Chúa luôn mở rộng cho ai chạy đến nương nhờ. Dù cho vất vả khó nghèo suốt đời khổ đau, anh xin thân cầu
Ngài thương.